Lotte hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Hồi nãy đó nói nghe nè, Nhi nó đâu có mặc đồ vậy? Thánh thuộc luôn chị. Áo đàng hoàng lắm. À. Nhất là nách thình ra kéo sẽ xuống. Wow. À. Nhi, em nói là cái áo của em là cái chế độ gì? Cảm ơn cảnh không? Sao nó không tụt bên này luôn? Bên này nó tụt cũng vô dụng quá à.